An tâm sống thánh lễ cuộc đời. Bài suy tư của Đức cha Gioan Baptista buổi tuần. Để phòng chống đại dịch lây lan, các nhà thờ trên khắp thế giới hiện nay đều hủy bỏ các cuộc tụ họp đông người, cho dù để tham dự thánh lễ bàn thờ, các ngày lễ trọng. Không được tham dự thánh lễ bàn thờ, đó là điều tôi đau xót. Nhưng tôi được an ủi vì Chúa dạy tôi về thánh ý Chúa lúc này là hãy sống thánh lễ cuộc đời một cách tích cực hơn. Sống thánh lễ cuộc đời là hãy gặp Chúa Giêsu trên mọi ngã đường cuộc sống đầy khổ đau ngay tại lúc này. Ngay tại Việt Nam này, ngay chính lúc này, Chúa Giêsu đang chịu muôn vàn đau khổ để cứu các linh hồn. Đó là thánh lễ cuộc đời mà Chúa Giêsu đang thực hiện. Chúa muốn tôi cũng hãy dùng tinh thần, tình cảm để đi vào cuộc sống thực tế của đồng bào tôi tại đây lúc này, để cùng với Chúa Giêsu mà cứu họ. Đó là thánh lễ cuộc đời. Tôi dâng đời tôi làm của lễ giữa đời. Cứu đời như thế cũng là cứu bản thân tôi. Theo tôi, sống thánh lễ cuộc đời cốt yếu là biết đau cái đau của đồng bào mình, biết khổ cái khổ của những người xung quanh mình, nhất là đối với những người túng nghèo, bệnh tật, già yếu, những người bị kỳ thị, bị ngược đãi, bị bỏ rơi. Được như vậy không phải là chuyện dễ, phải có ơn Chúa, mà để có ơn Chúa thì phải cầu nguyện. Lúc này, khi việc tập trung đang bị cấm, thì việc cầu nguyện rất cần được thực hiện riêng. Tôi cầu nguyện riêng, nhưng thực sự tôi cầu nguyện với Đức Mẹ, với Thánh Giuse, với Chúa Thánh Thần, cùng với Đức Giáo Hoàng và tất cả hội thánh trên trời dưới đất. Cầu nguyện riêng của tôi tập trung vào sám hối, xin ơn tha tội và giải cứu mọi người khỏi hỏa ngục đời này, nhất là hỏa ngục đời sau. Hỏa ngục đời này là tình trạng cố tình đi theo Satan, sống tinh thần Satan là kiêu ngạo, lừa dối, ghen tương, hận thù, chia rẽ. Hỏa ngục đời sau là tình trạng phải xa Chúa mãi mãi đời đời. Khi cầu nguyện riêng, lúc này tôi cũng tha thiết xin Chúa thương giúp tôi mau mắn hiểu được thánh ý Chúa về những sáng kiến cần có để sống thánh lễ cuộc đời một cách thiết thực trong tình hình cực kỳ nghiêm trọng này. Dừng lại ngay hoặc bỏ đi ngay những công trình mà trước đây coi là tốt, nhưng bây giờ coi là không thích hợp, đó là sáng kiến cần. Bỏ đi ngay cách suy nghĩ trước đây coi là làm sáng danh Chúa, nhưng bây giờ thì không còn thích hợp, đó là sáng kiến cần. Làm những việc tốt nhỏ và âm thầm không cần di chuyển, đó là sáng kiến cần. Nắm bắt ngay cơ hội để phục vụ, đó là sáng kiến cần. Chọn những kinh nghiệm, những bài hát sao cho thích hợp với thánh lễ cuộc đời trong diễn biến phức tạp hiện nay, đó là sáng kiến cần. Sống thánh lễ cuộc đời là rất khó, nhất là lúc này. Do vậy, mấy ngày nay, tôi hay chọn cho tôi những bài hát xin Chúa thương xót tôi vì tôi rất yếu đuối. Thí dụ bài Xin thương đỡ nâng con của Giao Kim. Xin phép ghi lại đây toàn văn bài đó. Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời, vì ngoài Chúa con đâu có ai nương nhờ. Chúa biết con đầy bao yêu đuối, đường đời muôn gian nguy giăng lối. Chúa là đường dẫn soi trên trần, xin dắt dịu về anh thiên nhàn. Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời, vì ngoài Chúa con đâu có ai nương nhờ. Chúa biết tâm tư con heo úa, ngày và đêm con kêu van Chúa. Chúa là nguồn sáng tươi hy vọng, xin cứu hồn khỏi chốn hư vong.
Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời, vì ngoài Chúa con đâu có ai nương nhờ. Hãy dâng con kiên trung đoan hứa, trọn đời con xin dâng hiến Chúa, dưỡng nuôi con sống trong thánh tình, kính tin người bài hát tôn vinh. Xin thương đỡ nâng con suốt cuộc đời, vì ngoài Chúa con đâu có ai nương nhờ. Đúng, chỉ là được Chúa nâng đỡ từng giờ, từng phút, từng giây, tôi mới có thể sống được thánh lễ cuộc đời. Tôi không chối việc tôi đang mang trong mình vô vàn yếu đuối, rất nhiều lo sợ, rất nhiều khổ đau. Nhưng tôi phải thú nhận thực sự này, Chúa vẫn nâng đỡ tôi do lòng xót thương của Chúa. Tôi tin chỉ Chúa mới cứu được chúng ta. Chia sẻ với anh chị em những gì Chúa đang làm cho tôi, đó là một bổn phận, nhất là lúc này, chúng ta cần được sống bên nhau để cùng nhau đi về với Chúa. Tình hình đang chuyển biến từng giờ từng phút, cho dù u ám đến đâu, vẫn có ánh sáng cứu độ, đó là Chúa. Chúng ta cần tin chắc điều đó, chúng ta cần sống niềm tin đó với lòng khiêm nhường phó thác. Chúng ta sẽ sống như thánh lễ cuộc đời, chúng ta sẽ chết như thánh lễ cuộc đời. Nghĩa là sống trong Chúa, chết trong Chúa. Long Xuyên ngày 27 tháng 3 năm 2020.